Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với khung giờ phát sóng quen thuộc này, 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu, để chúng ta cùng nhau đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Yêu Thương Nơi Anh đến từ tác giả Thanh Thanh. Quý vị và các bạn thân mến, Toàn, gã trai làng đã từng giờ trò đổi bài với Hân, giờ đây thì vẫn cứ chứng nào tật nấy. Bởi vì đã lâm vào con đường nghiện ngập, thế nên là gã ta đã lấy cắp một số tiền rất lớn từ gia đình. Ở tập truyện này, điều gì đến cũng phải đến, cây kim trong bọc cũng đến ngày phải lòi ra. Vậy thì chúng ta cùng chờ đợi xem phản ứng của gia đình Toàn sẽ như thế nào khi biết sự thật về gã ta đây. Bên cạnh đó, ở tập truyện ngày hôm nay sẽ có rất nhiều tình huống thú vị xảy đến giữa Hân cũng như Cường, và đặc biệt sẽ có một màn đối mặt đầy bất ngờ giữa bốn người, đó chính là Hân, Cường, Lily, người yêu cũ của Cường, và Hùng, người yêu mới của Lily. Vậy thì màn đối mặt này sẽ xảy đến ra sao đây? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Yêu Thương Nơi Anh, tác giả Thanh Thanh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Thực ra thì khi mẹ nhắc đến tiền thì Toàn đã chột dạ lo sợ, thế nhưng mà vẫn cứ cứng miệng làm ra bộ không biết gì cả. Trong cái nhà này, bố mày lúc nào cũng chỉ nghĩ kế làm ăn, tiền bạc cũng không bao giờ giữ trong người cả. Thử hỏi ông ấy lấy tiền của mày làm gì. Còn mày, mày chỉ nghĩ cho mày thôi. Mày nói đi, nếu như chót dài lấy tiền của mày thì trả lại ngay. Số tiền ấy không nhỏ đâu. Không có tiền thì không làm ăn, buôn bán gì được cả. Hỏng hết kế hoạch của bố mày đấy. Con đã nói rồi, con không lấy. Một mất mười ngờ, bỗng nhiên mất tiền cứ làm ầm ĩ cả lên như vậy, đổ vấy sang con như thế. Ai biết mẹ để tiền ở đâu? Với cả lúc mẹ có tiền, sao mẹ không nói với con là mẹ để tiền chỗ này? Bây giờ mất thì lại quay sang hỏi, vô lý thật đấy. Mày chỉ giỏi cái thôi. Nghe chưa, nhà này không có mấy người ra vào, mà tiền bạc của mẹ chỉ để trong phòng thôi. Thế ai dám vào phòng của mẹ ngoài mày với bố mày đây? Bố mày không lấy, chỉ có mày thôi. Làm thì không chịu làm, quanh năm ngày tháng chơi bời đàn đúm với mấy cái thằng mất dạy đấy. Bây giờ thì mẹ cho mày cơ hội cuối cùng. Nếu như chót lấy tiền của mẹ rồi thì thành thật đưa trả đây. Cần tiền thì mẹ cho thêm ăn tiêu, bằng không mẹ báo công an. Tới lúc ấy thì mày biết hậu quả thế nào rồi đấy. Bảo Anh nói như vậy để đe dọa Toàn một chút thôi, hy vọng con trai sợ hãi trả lại tiền, chứ có cho thêm tiền thì bà cũng không dám báo công an. Bởi vì công việc làm ăn của ông Chính có phần khuất tất, nếu như dính líu đến chính quyền thì dân làng người ta biết hết, mọi chuyện cũng không thể nào bưng bít. Con đã nói rồi, con không lấy. Mẹ có báo công an thì cũng như vậy thôi. Tránh ra, để con ngủ tiếp đi. Toàn gãi đầu gãi tai rồi đẩy Bảo Anh ra khỏi phòng, chốt cửa nhanh chóng. Bảo Anh đứng ở bên ngoài dần dữ chu chéo cả lên. Này, thái độ gì vậy? Nhất định là mày lấy tiền của mẹ. Nhà mất của, lẽ ra con cái phải tò mò hỏi han xem tình hình thế nào. Thế mà nhìn thái độ của mày đi, đích thì là mày chứ không ai vào đây nữa. Thế để rồi xem, tối nay bố mày về, ông ấy xử trí thế nào đây. Con với chả cái, thật đúng là tức chết mà. Sau đó thì Bảo Anh bước chân thình thịch xuống nền nhà rồi bỏ đi xuống dưới. Toàn tỉnh ngủ. Không đúng, bây giờ có một chút buồn ngủ, nhưng mà anh cũng không hề thấy trong đầu xuất hiện vô số nỗi lo. Vì số tiền ấy quả thực anh đã lấy của mẹ. Thế phải làm thế nào đấy? Không trả lại cho mẹ thì sớm muộn bà ấy cũng báo công an, bởi vì số tiền không hề nhỏ. Mà trả lại cho bà ấy thì lấy tiền đâu trả nợ đây? Đã hẹn với anh Kiên tối nay sẽ cọc trước một ít. Tình hình đúng là không ổn chút nào.
Toàn cứ đi đi lại lại trong phòng. Trong lát, anh lại đưa tay lên đầu rồi vò nhau như mái tóc vốn đã sờ cứng, giống như mái chổi ấy. Nghĩ như thế nào thì cũng cảm thấy sợ hãi. Bị bố phát hiện cũng sợ. Bị công an triệu tập cũng sợ. Thú thực thì sau cái lần trêu gào con bé Hân trong làng, được công an mời lên lấy khẩu cung, Toàn đã nếm mùi vị thế nào là cớm. Nên lúc này suy đi tính lại, anh ta cảm thấy rất sợ. Vặn chốt cửa thật chặt, đảm bảo rằng không có ai vào được. Toàn khom người quỳ xuống, lấy từ trong gầm giường một chiếc hòm. Bên trong hòm có hai khẩu súng và một cái hộp bé. Toàn nhấc chiếc hộp nhỏ đấy ra, đếm tỉ mỉ số tiền đã lấy cắp của mẹ. Đêm qua, sau một trận bạc, anh đã tiêu hao mất hơn một chục. Số còn lại, một là trả nợ cho anh Kiên, hai là hùn vốn và anh ấy làm ăn. Chuyến này mà giao hàng thành công, tiền bạc rủng rỉnh không cần lo nghĩ. Khi ấy thì trả cả gốc lẫn lãi cho mẹ. Thế nhưng mà người tính thì không bằng trời tính. Còn chưa kịp manh động thì Bảo Anh đã phát hiện. Nỗi sợ hãi khiến Toàn lung lay từ bỏ ý định làm sao. Ông Chính đi công chuyện nên bữa tối không ăn cơm ở nhà. Chỉ có hai mẹ con. Bảo Anh vì mất tiền nên gương mặt đầm dàm lo lắng. Không sao bình tĩnh được. Bởi vì số tiền lớn quá, không biết xoay sở thế nào. Cũng đoán là đứa con rời đánh để lấy tiền. Thế nhưng mà Bảo Anh quá hiểu tính cách của Toàn. Nếu như làm căng lên, không giải quyết được gì cả. Suốt bữa ăn thì bà cứ lầm lì không nói. Toàn cũng không gặng hỏi một câu. Không khí gia đình vô cùng nặng nề. Ăn cơm xong, Toàn chạy xe đi khỏi nhà cho đến 10 giờ mới về. Nhìn thấy xe của ông Chính chưa đậu ở sân, Toàn lân la vào gọi cửa phòng mẹ. Ai đấy? Vào đi. Bảo Anh hầm hực đáp. Con đây. Toàn đáp lời rồi rón rén đi vào bên trong, sáng vẻ nghiêm túc chưa từng có. Anh ngồi trước kệ trang điểm của mẹ, đối diện với Bảo Anh rồi thì thầm. Mẹ à? Gì vậy? Mẹ sẽ không báo công an chứ? Mắt của Bảo Anh sáng lên. Quả nhiên là thằng con trời đánh để lấy số tiền đó. Thế mày lấy tiền của mẹ trả ngay đây. Mẹ chưa nói với bố đâu. Nhưng mà... Toàn gai đầu gai tai. Nhưng cái gì? Thế mày có biết đấy là vốn liếng làm ăn của bố mẹ không? Không đầu tư thì làm sao mà thu lợi nhuận? Mày có biết tiền ăn tiêu hàng ngày của mày lấy ở đâu ra không? Lớn rồi. Không phải... Đã không phải làm lụng gì cả. Thế thì cũng phải biết suy nghĩ cho bố mẹ chứ. Cứ như thế này thì chắc là tao tổn thọ chết mất thôi. Mẹ à, cũng là bởi vì con nợ nần nhiều quá. Tối qua trót xài tiêu mất 20 rồi. Toàn thật thà đáp lại. Cái gì cơ? Bảo Anh nói như hét lên. Thế mày làm cái gì mà tiêu những 20? Mày đùa mẹ à? Ôi giời à, thế này thì có chết tôi không? Những 20 cơ đấy, tụi mày đành đốt nhà hay là gì đấy? Thằng mất dạy kia. Còn trót xài rồi, nhưng mà số còn lại thì vẫn còn nguyên. Mẹ đừng nói với bố nhé. Mình thì mắng con, thế nhưng mà Bảo Anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Là 20, 50 thì cũng vẫn còn may mắn hơn là không tìm được. Rồi thì bà sẽ tìm cách xoay sở từ nay đến đầu tháng sau. Hy vọng kịp ngày đánh hàng về. Thế tiền đâu? Đưa ngay cho mẹ. Đây à? Toàn lấy từ trong túi áo ra một cái túi nhỏ. Bảo Anh vội vàng nhận lấy như báu vật. Miệng thì không ngừng suýt xoa bởi vì số tiền đã mất, nay đã tìm lại. Thế có đúng là mày chỉ tiêu 20 không thôi đấy? Bảo Anh hờ vực hỏi lại. Con mà nói sai con làm chó ấy. Thế mẹ cứ kiểm tra kỹ lại đi. Coi như chỗ đó con vay của mẹ. Nói xong thì Toàn đứng dậy bỏ ra ngoài. Bỗng nhiên trả lại món tiền lớn như thế, cảm thấy tiếc gì đâu ấy. Hụt hẫng vô cùng. Em nhắn địa chỉ công ty em đi. Lát nữa tan làm anh qua đón. Sắp sửa tan ca, Lily bỗng nhận được tin nhắn của Cường. Không hiểu từ lúc nào những dòng tin từ người đàn ông ấy lại khiến cô cảm thấy phiền phức như lúc này. Em có xe. Em tự đi về được, không dám phiền đến anh.
Lily trả lời như vậy là bởi vì cô cảm thấy phiền. Nếu như mà Cường xuất hiện, và lý do nữa là sợ Hùng, sếp của cô, và cũng là chàng trai mà cô đang muốn kết đôi, sẽ ghen tuông. Vậy là Lily nhất mực từ chối. Không phiền. Từ khi nào mà em lại khách sáo với anh như vậy? Mình có gì để nói với nhau mà phải gặp mặt chứ? Anh cứ làm việc đi. Em cũng đang bận vài việc. Nói chuyện sau nhé. Né tránh mãi không phải là cách hay. Anh biết tình cảm của em bây giờ đã khác. Nhưng mà em đừng nhìn anh giống như mấy kẻ biến thái. Chỉ biết yêu em và tối ngày làm phiền như thế. Anh đúng là rất yêu em. Nhưng mà anh nghĩ tình cảm mà mình trao đi nên gửi gắm cho đúng người. Chứ không phải tùy ý đặt nó vào một nơi mà họ không biết trân trọng. Anh nói như vậy đủ chưa? Anh sẽ không lấy nhiều thời gian của em đâu. Anh nghĩ kỹ rồi. Trước sau cũng nên dứt khoát một lần. Anh muốn gặp em. Tan làm thì mình đi cà phê được chứ? Được. Nhưng mà em sẽ tự đến. Không phiền anh đón. Vậy thì em nhắn địa chỉ nơi mà mình sẽ đến đi. Anh sẽ đến đó đợi em. Vẫn là chỗ cũ. Ok. Trời chập choạng tối, những cơn gió lạnh khiến cho người đi đường co rúm, ngồi nhâm nhi ly cà phê bên view cực đẹp của quán. Cường tâm tư sầu muộn. Quán nhỏ xinh đẹp này là nơi mà trước đây có quá nhiều kỷ niệm giữa anh và Ly. Vậy mà hôm nay, nó lại trở thành nơi chia cắt mối quan hệ giữa hai người. Như đã hẹn, tan làm, Lily tự mình chạy xe đến quán. Nhìn thấy Cường đã ngồi đợi sẵn, cô làm mặt lạnh lùng tiến đến. Em vẫn uống nước cam như mọi khi nhé. Trời lạnh, anh nghĩ là em nên uống nhiều nước cam để tăng sức đề kháng. Anh đừng quan tâm em kiểu như vậy nữa. Điều đó không có ích gì đâu. Lily vùng vàng đáp lời ngồi xuống ghế đối diện. Anh biết. Giờ đây, anh có làm trăm ngàn điều quan tâm em, thì cũng không thể nào khiến tình cảm của mình quay lại như xưa. Nhưng mà đó là thói quen mỗi khi anh nghĩ về em. Dẫu sau này không còn là gì của nhau, anh vẫn luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Nghe Cường chậm rãi nói, Lily bỗng cảm thấy khóe mắt cay cay. Rõ là cô đã không còn yêu anh nữa. Vậy thì tại sao giây phút này trái tim cô trở nên đau đớn đến thế? Em xin lỗi. Tình cảm cũng như khoảng cách của mình giờ đây đã khác xưa quá nhiều. Hôm nay hẹn gặp ở đây, em muốn nói với anh. Chúng mình dừng lại đi. Lily sụt sùi rồi nói như vậy. Anh cũng đang nghĩ như thế. Dẫu cho điều này anh không hề muốn xảy ra, nhưng mà cuộc sống này thật trớ trêu. Rốt cuộc thì nó đã xảy ra rồi. Anh không hiểu vì đâu mà tình cảm của mình lại có kết quả như hôm nay. Nhưng mà là vì lý do gì đi nữa, nếu như không còn yêu, anh luôn muốn dành cho em sự trân trọng đặc biệt. Không yêu cũng được. Mong em luôn mạnh khỏe, vui vẻ với cuộc sống. Mỗi ngày trôi qua đều lạc quan, và sớm có người quan tâm, yêu em nhiều hơn anh của ngày xưa. Dù rằng trong thâm tâm có muôn ngàn nỗi đau, nhưng mà trước mặt là người con gái đã đồng hành cùng anh qua một thời gian rất dài. Tình cảm có thể nói rất sâu sắc. Giờ đây khi lựa chọn dành cho nhau một lối đi riêng, Cường nuốt nghẹn để chúc phúc cho cô ấy. Anh không muốn tình cảm tốt đẹp khi xưa trở thành một ký ức xấu xí trong mắt của đối phương. Ngoài mặt thì bình thản, thế nhưng mà trong lòng của anh bao tố đang uôn uôn kéo đến. Đau. Thực sự rất đau. Rời khỏi quán cà phê khi màn đêm đã bao phủ, trời bất chợt đổ mưa xuống, giống như đang xoa dịu đi nỗi lòng của chàng trai thất tình. Tay ôm vô lăng, Cường lái xe đi một cách vô định. Anh không biết là mình đang cần gì, muốn gì, thực sự trống rỗng. Điện thoại thì không ngừng đổ chuông, nhìn lên màn hình là số của Hân. Không cần nghe cũng biết cô ấy gọi anh bởi vì Mạnh Hùng muốn bố trở về nhà sớm. Thế nhưng mà anh đâu còn tâm trạng nữa. Đi loanh quanh thế nào, một lát sau, xe của Cường dừng lại trước một quán rượu. Trời mưa, lạnh, thế nên quán rất đông khách. Chọn một góc chật hẹp phía trong cùng, một mình, giờ thì Cường cứ như thế nâng ly cho vơi đi nỗi sầu. Cô Hân ơi, sao bố cháu về muộn như vậy? Trong phòng ngủ,
Mạnh Hùng tay ôm gấu bông thì thầm khẽ khẽ. Càng ngày thì cậu bé lại càng quý mến Hân. Khoảng cách không còn xa như trước. Và Hân cũng như vậy. Cô cảm thấy mến Hùng lắm. Một cậu bé hoạt bát, thông minh và rất đáng yêu. Chắc là hôm nay bố cháu có việc bận, về muộn thôi. Cứ ngồi chơi một lát rồi thì mình đi ngủ nhá. Cũng muộn rồi đấy. Cũng được à. Nhưng mà cô kể chuyện cho cháu nghe được không? Thích nghe chuyện à? Để cô tìm cuốn nào hay hay rồi cô đọc cho nghe nhé. Không à, cháu muốn cô kể chuyện về cô ấy. Nhà cô ở đâu? Bố mẹ cô làm nghề gì? Cô có nhớ mẹ không? Câu hỏi của Hùng như chạm đúng vào nỗi lòng của Hân. Đã từ lâu, cô luôn cố gắng gạt đi những ký ức không vui về gia đình của mình. Bởi vì mỗi lần nghĩ về nó thì cô không ngừng bị ám ảnh. Thật sự nhơ nhớp khó quên. Chuyện của cô à? Cô thì có chuyện gì để kể đâu? Hân đánh trống lảng. Nhưng mà cô chưa trả lời cháu. Cô không nhớ mẹ của cô sao? Hân ngập ngừng, khóe mi rưng rưng xúc động. Cô sao vậy? Sao cô lại khóc thế? Cô không sao. Bỗng nhiên cô cảm thấy hoa mắt thế nên chảy nước mắt thôi. Không đúng. Cô đang nhớ mẹ à? Cháu cũng muốn có mẹ. Từ bé đến bây giờ thì cháu luôn ao ước được gặp mẹ. Thế nhưng mà bố cháu chưa bao giờ đáp ứng nguyện vọng của cháu cả. Qua lời kể ngây thơ của Hùng, Hân bắt đầu cảm thấy tò mò về người phụ nữ bí ẩn trong ngôi nhà này. Quả đúng là từ khi đến đây, dẫu biết Cường đã có con trai, thế nhưng mà chưa khi nào cô thấy mẹ của Hùng xuất hiện. Điều này giống như một bí ẩn. Nhưng mà có lẽ cô sẽ không bao giờ khai thác được điều gì. Mẹ của cháu đâu? Hân buột miệng hỏi lại. Cháu không biết. Bố Cường chỉ nói mẹ ở một nơi rất xa. Khi nào cháu lớn, phải ngoan ngoãn học giỏi, thì bố mới đưa đi gặp mẹ. Hân lại nghĩ, có khi nào cuộc sống hôn nhân của Cường bị giàn nứt. Đường duyên ra lối, nên anh ấy và mẹ của Hùng mới lựa chọn mỗi người một lối đi riêng không? Nếu như vậy thì cháu hãy nghe lời bố. Nhất định sẽ có một ngày bố đưa cháu đi gặp mẹ. Có thật như vậy không à? Nhưng mà cháu thì không tin đâu. Bố chỉ là đang nói dối thôi. Cháu đã chờ đợi rất lâu, tự nhiên mà chưa có khi nào bố chiều ý cháu cả. Chắc chắn bố ghét mẹ, bố không muốn gặp mẹ, nên mới không đưa cháu đi gặp như vậy. Mạnh Hùng chỉ mới là một đứa trẻ, tự nhiên mà khi nhắc đến mẹ, cậu bé tỏ ra suy luận những điều mà Hân không tưởng tượng được. Tình cảm mẫu tử thật thiêng liêng. Nhìn Hùng, cô nhẹ nhàng ô yếm. Bố làm như vậy, chắc hẳn là có lý do. Lần sau những lời như thế này, cháu đừng nói ra miệng. Bố Cường mà biết sẽ giận cháu đấy. Cháu có nói gì sai đâu. Không sai, nhưng mà sẽ làm tổn thương trái tim của người làm cha làm mẹ. Mỗi ngày đến lớp, cháu chỉ mong có mẹ đến đón giống như các bạn thôi. Nhưng mà cháu chưa bao giờ được mẹ đón cả. Lời nói ngây thơ của Hùng lại càng khiến Hân xúc động. Cậu bé yêu quý mẹ như vậy, dẫu chưa một lần được gặp, thế nhưng mà tình cảm thiêng liêng ấy thật đáng quý biết bao. Vậy mà cô cũng có mẹ, nhưng mà lại dễ dàng bỏ nhà ra đi. Đã bao nhiêu lâu rồi cô chưa được nghe giọng nói của mẹ. Giọng nói lanh lảnh, có phần chua ngoa đanh đá, thanh âm nặng nề mỗi khi bực bội. Mới nghĩ đến thôi thì cô lại cảm thấy sợ cái không khí gia đình ấy. Tối tăm, không hề có tương lai. Một cuộc sống quẩn quanh bế tắc. Đêm đã về khuya, cơn mưa mỗi lúc lại thêm nặng hạt. Ngồi trong phòng, Hân nghe những câu hát ru không đầu không cuối, hát cho Hùng ngủ say. Cô không biết hát ru là bởi vì nhà chỉ có mình Hân. Thêm nữa thì cô chưa từng làm mẹ. Việc hát ru thật sự rất khó. Chỉ là tình cảm với Hùng ngày một lớn. Hơn nữa cô cũng muốn làm tốt công việc của mình. Nơi này thật bình yên và tốt đẹp. Cô chỉ muốn ở đây mãi thôi. Lúc này thì Hùng đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng mà đột nhiên trời nổi sông tố sấm chớp. Những tia sét đánh ngang dọc bầu trời. Âm thanh rền vang khiến cho Hùng tỉnh giấc. Cô bé sợ hãi. Cô Hân, cháu sợ lắm. Cô ngồi ở đây với cháu được không à? Hân dịu dàng đáp.
Được chứ. Cháu cứ yên tâm nhắm mắt lại. Cô ở đây trông cho Hùng ngủ nhé. Sợ tiếng sấm sao? Dạ vâng ạ. Tự cô không sợ à? Cô không sợ. Người lớn sẽ không sợ mấy âm thanh này. Mai này cháu lớn, cháu cũng sẽ không sợ như bây giờ nữa. Thật à cô? Ừ, thật chứ. Thôi được rồi. Hùng ngoan, nghe lời cô nằm ngay ngắn lại rồi ngủ đi nhé. Từ hôm nay hai cô cháu mình ngủ với nhau, cháu rất vui à? Cô cũng như thế. Hân mỉm cười đáp lại. Nằm yên tĩnh một lát, Hùng cảm thấy yên tâm bởi vì có cô Hân bên cạnh, nên ngủ rất say. Hân bởi vì mệt, và cũng vì khuya rồi nên cô ngủ lúc nào không hay. Ban ngày bận rộn với công việc, tâm hồn thư thái, nên giấc ngủ tìm đến sao mà êm dịu quá. Thực sự rất ngon. Màn đêm đen kịt, xung quanh đâu đó chỉ có tiếng gió rít lao xao. Cường cố gắng chạy xe về nhà, khi trong người đã uống một bụng rượu. Thật sự là quá say. Anh không hiểu là bản thân mình tại sao lại ra nông nỗi này. Bê tha chán nản tất cả mọi thứ. Phải chăng đây là kết cục chung của tất cả những kẻ đã từng đem lòng yêu si mê cuồng dại. Đánh xe vào gara, Cường mệt mỏi đi từng bước lên cầu thang. Khi đi ngang qua phòng của Hùng, chợt nhớ ra tối qua con trai nóng lòng muốn gặp bố, muốn bố về sớm. Thế nhưng mà ngặt một nỗi, lúc này thì Cường lại về muộn như vậy, cảm thấy ăn năn hối lỗi với con quá. Hùng thì vẫn còn nhỏ, tình cảm gia đình không được vun đắp đầy đủ như những đứa trẻ khác. Vậy mà anh chỉ vì những cảm xúc không tên đã gạt bỏ đi sự chờ đợi của con trẻ. Sống muối bất giác, cay xè. Cường cảm thấy mình tệ thật sự. Anh khẽ đẩy cửa đi vào trong. Do đêm tối và cũng bởi vì anh đang quá say, mắt lại mờ đi, không nhìn rõ. Cứ đinh ninh phía trước làm chiếc giường của con và vẫn nghĩ là con đang nằm ở trên đó. Cường vô tư tiến đến, nằm xuống bên cạnh. Vừa ngả lưng xuống giường thì cũng là lúc anh nhắm mắt đánh một giấc ngon lành. Bởi vì đêm đã quá muộn và anh cũng đã quá say. Trời gần sáng, cơn mưa tạnh hẳn. Ngoài hiên nhà vọng lại tiếng lá cây rơi xào xạc. Hân mơ màng tỉnh giấc vì cảm giác như trên người có gì đó vương vướng. Theo phản xạ, cô lấy tay gạt cái gì đó ra khỏi người rồi lại tiếp tục ngủ. Tuy nhiên mà lại không được. Cô gạt tay thêm lần nữa. Lần này thì Hân tỉnh giấc thật sự. Vì dường như có gì đó không đúng cho lắm. Không phải là vật gì, mà là một người. Trong bóng tối, Hân đành thần suy nghĩ và phán đoán. Tiếng thở đều đặn, mùi rượu, mùi đàn ông. Là Cường à? Tại sao anh lại nằm ngủ ở đây thế này, ngay cạnh cô như thế? Khi biết đó là Cường thì lúc này Hân mới tá hỏa. Không phải là vật gì hay cái gì nữa, mà chính xác là một bàn tay của anh ấy đang đặt trên ngực trái của cô. Năm ngón tay vừa vặn ôm chặt lấy, không có dấu hiệu muốn buông. Ở phía dưới, chân anh cũng gác lên chân cô, dường như sợ cô chảy mất. Chuyện gì thế này? Câu hỏi ấy không ngừng xuất hiện trong đầu của Hân. Cô không hiểu được lý do vì sao Cường lại nằm ở bên cô vào lúc này. Đã như vậy, hành động này thực sự không bình thường. Một chút cửa quậy cũng không được, bởi vì sức nặng cơ thể của anh quá lớn. Hay là tại vì Hân cũng đang bị cuốn vào thứ cảm giác lạ lẫm này, nên cô ý không dùng hết sức để có thể đẩy anh ra. Không thể nào. Hân bắt đầu cảm thấy hai má của mình nóng san. Không lẽ cô lại bậy bạ đến như thế? Từ bao giờ mà trong đầu của cô lại nảy sinh những ý nghĩ điên rồ ấy? Không được. Hân ơi, mày bậy bạ quá rồi đấy. Như vậy là đang cố tình ve vãn chủ nhà đấy, hiểu không? Hân cứ như thế đấu tranh tư tưởng với chính mình. Tuy nhiên mà rốt cuộc cả quá trình ấy vẫn là nằm im để Cường mặc sức tùy hứng với bàn tay của mình. Sao lại khó hiểu như thế này? Hân khẽ cửa mình, cô tìm cách thoát khỏi chiếc giường mờ ám này. Một bên là Mạnh Hùng, một bên là Cường. Ôi chào, Hân thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện tình huống éo le như thế này. Nằm yên nào. Sao mà em cứ làm ồn như vậy? Cường đang ngủ say, thấy Hân co say nên nhắc nhở. Mà kỳ thật lúc này anh không biết bên cạnh mình là ai và mình đang làm gì. Chỉ là thấy không được ngon giấc, buột miệng nói như vậy thôi. Hân thì lại ngoan ngoãn nằm im, không dám nhúc nhích. Mà kỳ lạ,
Tại sao cô lại dễ dãi đến mức này? Mặc nhiên để người đàn ông ấy đồng chạm, một chút bất mãn cũng không hề có. Thấy Hân nằm ngoan ngoãn, những ngón tay mềm mại của Cường là bắt đầu nghịch ngợm. Không hiểu là anh say thật hay là giả vờ. Những ngón tay cứ xoay tròn quanh thềm ngực đầy, thi thoảng thì lại trêu gạo. Hân cảm thấy hết chịu được rồi. Dường như có gì đó trơ nứt đang từ từ chảy ra khỏi cơ thể cô. Cảm giác này làm ham muốn đàn ông mà. Ôi Hân ơi, mày cũng quá hư hỏng rồi đấy. Hân đau khổ với những cảm xúc phức tạp đang diễn ra. Thế nhưng mà cô lại không muốn nó dừng lại. Thậm chí có phần còn tham lam, tò mò, muốn được bàn tay ma mị ấy trêu gạo nhiều hơn nữa. Chỉ là sự đồng chạm trong vô thức, thế nhưng mà không hiểu sao, đang ngủ say, bản năng của Cường cũng trỗi dậy. Những ngón tay vẫn không ngừng bấu víu nơi mềm mại đó. Còn thứ bướng bỉnh đang ngự trị dưới thân dưới của anh cũng biểu tình từ lúc nào. Đã bao nhiêu lâu rồi Cường chưa gần gũi với phụ nữ. Bỗng nhiên anh cảm thấy khao khát chuyện đó. Anh thực sự cảm thấy hứng thú và muốn được thỏa mãn. Hai mắt nhắm nghiền, bàn tay thì không ngừng động chạm. Cường mệt nên không nghĩ gì nhiều, chỉ biết làm trong cơn mơ màng, được ôm ấp một thân thể nữ nhân và được phát tiết thì thực sự mãn nguyện. Đang tự nhiên thì bất ngờ Cường di chuyển bàn tay xuống dưới, vừa khéo đặt đúng nơi nhạy cảm của Hân. Cô giật mình co chân lại theo phản xạ. Ôi trời à, tại sao anh ấy lại dám làm như vậy với mình? Bậy bạ quá. Sao lại động chạm vào nơi đó? Hân hoang mang lo lắng, nhưng mà phần nhiều cũng vẫn là tò mò được trêu gạo thêm nữa. Sao mà kỳ lạ như vậy? Chuyện này không thể nào tiếp diễn thêm được nữa. Hân cảm thấy hai má của mình nóng ran, chống ngực cũng đập nhanh hơn bình thường. Một cảm giác căng thẳng, xen lẫn hồi hộp, tò mò khi tiếp xúc ở cự ly gần với người đàn ông này, cứ như thế bủa vây tâm trí của cô. Mình không thể nào dễ dãi như vậy. Nếu như chuyện đó xảy ra, ngày mai thức giấc, anh ấy sẽ nghĩ thế nào về mình đây? Hân tự đặt câu hỏi cho chính mình, dẫu cho cảm xúc đang dâng trào rất mạnh, thế nhưng mà lý trí đã kịp thời mách bảo. Hân không muốn mất công việc hiện tại. Cô không muốn rời khỏi nơi này chút nào đâu. Đấu tranh tư tưởng như vậy hồi lâu, nhân lúc Cường còn đang say ngủ, cô dứt khoát gỡ bàn tay hư hỏng ấy ra khỏi cơ thể. Cảm giác này có một chút hụt hẫng, bởi vì chính cô đã khước từ đi những cảm xúc đẹp nhất của bản năng đang trị vì. Khẽ ngồi dậy, Hân cáo chăn đắp lên ngực của Cường, lưu luyến nhìn ngắm người đàn ông ấy thêm một lát rồi mới chịu bỏ đi xuống dưới. Nhìn đồng hồ bây giờ đã là 4 giờ sáng, hay còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới. Hân về phòng nằm miên man suy nghĩ. Những rung động bồi hồi khi nãy vẫn còn vẹn nguyên. Tại sao khi ở gần người đàn ông ấy cô lại căng thẳng, mất bình tĩnh như thế? Là bởi vì cô khao khát được thỏa mãn bản năng, hay là vì cô thực sự có cảm tình với anh ấy? Khó nghĩ quá. Những suy nghĩ hỗn độn không tên cứ xuất hiện lặp đi lặp lại. Hân không có câu trả lời cho chính mình. Cho đến khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, cô mệt mỏi ngồi dậy, tiếp tục công việc thường ngày. Đứng soi gương và chải tóc, chưa bao giờ Hân cảm thấy quan tâm đến vẻ ngoài của mình như lúc này. Ngắm nghía hồi lâu, Hân thấy mình cũng khá xinh, đôi mắt biết nói, bờ môi trái tim duyên sáng. Và bởi vì được làm việc ở trong nhà một thời gian dài, nên nước da sáng hẳn lên trông thấy. Thế nhưng mà chỉ xinh đẹp thôi thì chưa đủ, với hoàn cảnh bây giờ. Cô nằm mơ thì cô cũng đừng ảo tưởng rằng sẽ có được tình cảm, sự quan tâm của người đàn ông ấy trong ngôi nhà này. Mặt của Hân thổn ra, cô biết là mình không nên quá mơ mộng, trở về với thực tại đi thôi. Khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào hai má, Hân mỉm cười tự nhủ. Chuyện đêm qua chỉ là một sự nhầm lẫn thôi. Không hiểu từ khi nào thì Cường lại bỏ thói quen ăn sáng ở bên ngoài. Bây giờ mỗi sáng thức dậy, anh luôn xuống nhà ăn bữa sáng mà Hân đã tỉ mỉ chuẩn bị. Cường luôn cảm thấy thắc mắc một điều. Hân còn trẻ như vậy, nhưng mà lại rất khéo léo việc nhà cửa, nấu nướng cũng rất tuyệt. Phản ánh phần nào đó sự tinh tế trong tâm hồn của cô ấy. Nếu như được học hành tử tế, có lẽ Hân sẽ rất xuất sắc. Vừa ăn sáng thì Cường lại vừa trầm ngâm nghĩ ngợi. Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, anh buột miệng hỏi Hân. Tối qua Mạnh Hùng có khóc nhẹ không? Có buồn khi anh về muộn không em?
Đang lơ đánh bởi vì nghĩ lại câu chuyện mờ ám đêm qua. Ngồi ở phòng bếp, Hân giật mình đỏ mặt vì câu hỏi của Cường. Cô bối rối. Dạ không anh à. Cháu ngoan lắm, không khóc tí nào cả. Thi thoảng chỉ hỏi khi nào bố về thôi. Sau này công việc của anh bận quá, thường xuyên về khuya. Em chịu khó trông và chơi đùa cùng thằng bé giúp anh nhé. Dạ vâng, đây là việc em nên làm mà. Hân định hỏi điều gì đó, thế nhưng mà không hiểu sao cô lại buột miệng. Công việc của anh thường xuyên phải uống rượu à? Mấy lần Hân bắt gặp Cường trở về nhà, khi mà trời đã quá khuya và luôn trong tình trạng say khướt. Bởi vậy lúc này cô mới băn khoăn thắc mắc như thế. Cường có một chút ngạc nhiên về câu hỏi này. Tuy vậy, anh vẫn dịu dàng đáp. Không đâu, thi thoảng mới uống thôi. Em có chuyện gì à? Có lẽ là Cường đã không ý thức được rằng mỗi khi say, trông dáng vẻ của anh dầu dĩ buồn chán đến mức nào. Điều này thì chỉ có Hân mới nhìn thấy. Thậm chí những khi như vậy, cũng chỉ có cô ở bên chăm sóc anh thôi. Không ạ, em cũng chỉ làm tò mò như vậy thôi. Hân đáp lời mà hai má thì vẫn nóng ran, dường như là đang ngượng. Cô cảm thấy ghét cái biểu cảm lúc này thật, không hề biết che giấu đi chút nào. Cũng sắp đến Tết Nguyên Đán rồi đấy. Anh xin lỗi, anh vô ý thật sự. Em ở đây cũng được một thời gian, thế nhưng mà chưa có khi nào anh hỏi em về gia đình cũng như quê nhà em cả. Anh ấy đâu có lỗi gì đâu, Hân tự nhủ. Thậm chí là cô còn không muốn người khác quan tâm đến hoàn cảnh cũng như câu chuyện của bản thân. Nhưng mà đó là Cường, anh ấy chân thành quan tâm như thế, cô có thể không trả lời được sao? Thấy Hân im lặng, Cường lại hỏi thêm. Bác Hoài giới thiệu em đến đây để làm việc thay cho bác ấy. Vậy thì chắc là hai người cùng quê với nhau à? Vâng ạ. Hân bối rối đáp lời. Kỳ thật thì cô đang nói dối. Bởi trước đó bà Hòa nhận cô là cháu để Cường tin tưởng. Bởi vậy lúc này cô đành nói cho có câu chuyện. Nói ra thì anh lại cảm thấy mình vô tâm. Từ sau đó đến nay anh quên khuấy, không gọi hỏi thăm tình hình bác trai, chồng của bác Hoài xem thế nào. Cường thấy trí nhớ của mình tệ quá. Thời gian gần đây anh cứ bị mấy chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống quá nhiều. Anh bận rộn công việc như vậy, bác ấy sẽ hiểu và thông cảm cho anh thôi. Không đâu, em đừng nói như thế, là bởi vì anh vô tâm thôi. Nhưng mà anh bảo này, cả năm thì mới có một kỳ nghỉ dài để dành thời gian cho gia đình, thế em muốn về quê bao lâu? Thú thực thì Hân chưa nghĩ là mình sẽ phải đi đâu và làm gì vào dịp Tết Nguyên Đán, là bởi vì cô thực sự không muốn quay về chốn quê nghèo với nhiều ám ảnh đau thương đó. Một phút giây nghĩ đến thôi cũng không hề muốn. Vẻ mặt buồn bã, Hân gượng gạo đáp. Em có thể không nghỉ làm được không ạ? Cường nghe xong thì ngạc nhiên. Sao vậy em? Ai đi làm xa mà không mong được nghỉ đâu, thậm chí còn xin nghỉ dài ngày để ở bên gia đình luôn ấy. Em không có gia đình. Hân đáp lời. Cô không biết là mình làm như thế này là đúng hay sai nữa. Cường nghe xong thì ngập ngừng bối rối, bởi vì anh cảm giác như mình đang đồng chạm vào những câu chuyện riêng tư, hoặc là vô tình làm tổn thương đến Hân thì phải. Câu nói ấy nghĩa là gì? Không có gia đình? Là mồ côi à? Hay cô là những đứa trẻ vô gia cư, lang thang đây đó, hoặc là những đứa trẻ trưởng thành từ cô nhi viện? Bỗng nhiên thì Cường cảm thấy đồng cảm với Hân. Mặc dù anh không biết câu chuyện thật phía sau, nhưng mà câu nói cô ấy không có gia đình nghe chua xót quá. Dù cho là vì lý do gì đi chăng nữa, bất kể ai cũng như vậy, khi thiếu vắng đi tình cảm gia đình, đó là một tổn thương vô cùng lớn, không có điều gì có thể bù đắp. Tết này em có thể ở lại đây được không ạ? Hân lấy hết can đảm cất lời hỏi. Hoàn toàn có thể. Nhưng mà anh chỉ tò mò một chút, anh có thể hỏi em thêm một câu không? Dạ vâng ạ, anh hỏi đi ạ. Hân hồi hộp, chỉ sợ là Cường lại hỏi điều gì đó tế nhị. Anh không muốn làm cho em khó nghĩ hay đau lòng, nhưng mà em không có họ hàng. Anh em thân thích gì ạ? Cô độc như vậy sao?
Lần này thì Hân hoàn toàn im lặng, tâm tư trùng xuống. Cô không biết trả lời ra sao. Cô không phải là không có gia đình, có cha có mẹ. Dẫu không vẹn toàn, nhưng mà đó cũng được coi là gia đình. Người thân, anh em họ hàng cũng có. Nhưng mà cái gọi là gia đình ấy không thể khiến cô có một chút động lòng, một chút lưu luyến mỗi khi nhớ về. Có chăng thì cũng chỉ là vết dằm cứa vào tim, một nỗi đau không gì diễn tả được. Anh xin lỗi. Dường như là anh đã đi quá sâu vào câu chuyện của em. Đừng nghĩ nhiều nhé. Anh và Hồng nhà chỉ có hai bố con. Nếu như em không muốn về quê thì cứ ở lại đây. Nhà có thêm người thì ngày Tết càng bớt quạnh hiu. Với cả là bố con anh cũng bị hợp món ăn mà em nấu rồi đấy. Chỉ sợ làm cô Hân vắng nhà thì hai bố con lại chịu đói bụng thôi. Nghe cô nói an ủi từ Cường, Hân cảm thấy ấm lòng quá. Cô biết anh là người tinh tế khéo léo, biết nghĩ cho người khác nên mới nói như vậy. Em cảm ơn anh. À đúng rồi, ngày mai ở lớp của Mạnh Hùng có tổ chức cho các bạn ngày hội gia đình, cùng nhau bày biển mâm cô đón Tết. Thế tối nay anh sẽ cho cháu đi siêu thị để mua đồ, em có muốn đi cùng không? Cường chợt nhớ ra rồi hỏi Hân, bởi vì anh cảm thấy dường như từ ngày đến đây, ngoài đi chợ thì cô không bao giờ đi đâu khỏi căn nhà. Cuộc sống thì cứ quẩn quanh, lặp lại giống như cô máy, liệu rằng có bó buộc quá không? Anh thấy Hân giống như mẫu người sống cam chịu quá. Em có thể đi cùng với anh sao? Hân thật thà hỏi như thế. Được chứ, tôi cũng chỉ là đi siêu thị thôi. Mạnh Hùng chắc là sẽ rất thích nếu như cô Hân đi cùng đấy. Dạ vâng ạ. Vậy khi nào đi thì anh bảo với em nhé. Ok em. Bây giờ anh chuẩn bị đi làm, gặp em sau nhé. Siêu thị ngày Tết rất đông vui, khăm cang dàn hàng, người đi lại nườm nượp, xung quanh trang trí đủ các loại đèn màu sắc sặc sỡ. Những âm thanh rủ rượi dịu dàng mừng năm mới lại càng khiến cho không khí trở nên sôi động. Và đây là lần đầu tiên Hân được đi siêu thị. Cảm giác ban đầu là choáng ngợp, cô không tưởng tượng ra nổi tại sao lại có một nơi bày biện nhiều những thứ đẹp đẽ tinh xảo đến như thế. Mà đến ngay cả cái lò cắm hoa thôi cũng rất nhiều mẫu mã khác nhau, từ đường nét hoa văn cho đến màu sắc, đúng là quá cầu kỳ. Hân chật lưới đi theo hai bố con của Mạnh Hùng. Cường ngắm nghía và quan sát mấy thứ bánh kẹo mà Hùng thích ăn. Anh tỉ mỉ xem xét thành phần cũng như vị riêng mà con trai thích. Hùng thì chỉ muốn mua đồ chơi. Cậu bé cứ xà vào mấy quầy bán các loại phương tiện giao thông đồ chơi trẻ em, những món đồ lắp ghép trí tuệ. Hân chỉ sợ là mình đi lạc nên cứ bám mái theo hai người họ. Khi nhặt đầy giỏ những thứ đồ lình kình, Cường chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Hùng. Con à, tới cuối tuần này ở lớp con tổ chức ngày hội gia đình có phải không? Dạ vâng ạ. Tụi con có muốn cô Hân cùng đến không? Cường hỏi như vậy là bởi vì anh thấy Hân thiệt thòi nhiều thứ, với cả cũng chẳng mấy khi có dịp vui vẻ trong ngày hội như thế. Muốn Hân tham dự để cuộc sống bớt nhàm chán, và thấy Hùng có vẻ quý Hân nên để cô góp mặt trong ngày vui ấy cũng là một điều tốt. Ơ, bố đồng ý để cô Hân đến à? Con thích lắm. Cô Hân ơi, hôm đó cô cùng đến với bố Cường cháu nhé. Khỏi cần phải nói, Hân vô cùng mừng rỡ. Cô cười tít cả mắt gật đầu. Những khoảnh khắc vui vẻ này cô ao ước còn không được nữa là. Thôi được rồi, bây giờ thì mình sang gian hàng thời trang đi. Cường lên tiếng rồi sau đó chủ động kéo giỏ hàng sang quầy thời trang nữ, muốn lựa cho Hân một vài bộ đồ bắt mắt một tí. Chứ cũng không thể nào cứ ăn mặc giản dị quá như thế này mà đến trường của Mạnh Hùng. Cái này không hợp với em đâu ạ. Hân bén lén từ chối khi mà Cường đưa đến trước mặt của cô vài mẫu váy hở vai gợi cảm. Đã mặc đâu mà biết là không hợp. Anh thấy hợp đấy, em cứ vào trong thử đi. Nhưng mà em ở nhà suốt, có mấy khi ra ngoài đâu mà mặc những bộ đồ này. Sắp sửa sẽ còn ra ngoài nhiều đấy. Tại em cứ muốn ở nhà mãi như vậy à? Cứ vào thử đi. Cô Hân, cô mặc thử đi à? Tôi không nghe lời bố, cháu giận đấy. Hân bối rối đi vào phòng thay đồ. Những chiếc váy Cường chọn quả nhiên rất đẹp, vừa vặn với thân hình quyến rũ của cô.
Chỉ là Hân chưa quen ăn diện những bộ đồ gợi cảm thế này, lại có một chút lúng túng. Mặc xong thì lại không dám bước ra ngoài. Xong chưa vậy? Tại em làm gì mà lâu như thế? Nghe tiếng gọi, Hân vội vàng bước ra. Cường và Mạnh Hùng đều ngạc nhiên hết sức. Nhìn Hân giống tiểu thư đại cát, mái tóc đen buông dài, xương quai xanh gợi cảm, thêm ngực thì trắng ngần lấp ló sau lớp vải mỏng tang. Đôi chân dài nột nà, vòng eo nhỏ xinh. Thật sự là rất tuyệt. Cường chưa từng nghĩ Hân sẽ đẹp xuất sắc như vậy. Cô nói người đẹp vì lụa, trong tình huống này quả nhiên không sai. Anh thấy cô giống như trở thành người khác vậy. Một chút ngượng ngùng e ấp, một chút bối rối và sự ngây thơ của tuổi mới lớn. Sao mà anh lại có cảm giác đồng lòng đến như vậy? Không suy nghĩ nhiều, Cường quyết định mua tất cả những bộ đồ Hân đã mặc thử. Và anh cảm thấy cô mặc gì cũng đẹp, không nỡ bỏ lại bộ nào. Thật không ngờ trong nhà lại có mỹ nhân tuyệt sắc như thế. Cường vừa đi vừa thầm nghĩ trong đầu như vậy. Ra đến quầy thanh toán, vô tình thế nào Cường lại bắt gặp Lily. Xem nào. Cô ấy đang đi bên cạnh một chàng trai khá bảnh bao. Mái tóc vuốt treo, tạo kiểu lướt sóng, bộ vest lịch thiệp. Thoáng nhìn thì cũng nhận ra, người đó là đối tác hay là khách hàng mà hôm bữa cô ấy thành mình với anh. Còn Lily, khi đứng cạnh chàng trai tuấn tú của mình, cô cố tình né tránh ánh nhìn của Cường bởi vì sợ. Hùng ghen thì mọi chuyện xem rất tệ. Thế nhưng mà chuyện gì thế kia? Ánh mắt của Lily khẽ dừng lại trên gương mặt của Hân. Một cô gái với gương mặt nhỏ nhắn có phần non nớt, trông giản dị và quê mùa. Lẽ nào... Cường vừa mới đổi gu à? Sao mà bạn gái của anh ấy lại khác biệt thế này? Nếu như là sự thật thì đúng là quá nực cười. Lily khẽ nhếch mép rồi cố tình làm ngơ đi ngang qua. Chỉ là chuẩn bị cho ngày hội gia đình vào dịp cuối năm thôi. Thế mà Cường cũng mua sắm bao nhiêu thứ. Chưa kể là anh ấy còn chuẩn bị cho Hân những bộ trang phục diêm dúa và đắt tiền như vậy. Thực sự là cần thiết đến thế à? Hân cứ thắc mắc, mặc dù được quan tâm. Nhưng mà rồi cô chợt hiểu ra rằng Cường thuộc giới thượng lưu. Mạnh Hùng cũng được học tập ở môi trường có nhiều con nhà giàu. Đương nhiên cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy sẽ rất sang trọng. Nếu như mà cô cứ như vậy ăn vận những bộ đồ giản dị quê mùa xấu xí này thì sẽ khiến cho xấu mặt hai bố con. Buổi tối hôm đó sau khi trở về nhà, Hân đóng cửa một mình trong phòng, loay hoay ướm thử từng bộ đồ. Chúng thực sự rất đẹp, nhưng mẫu váy áo nào cũng đều rất đắt tiền và có khi là vượt quá cả tiền lương của cô. Vậy mà anh ấy cũng hào phóng mua hết thảy, thật sự là choáng ngợp. Tự nhiên ngắm mình trong gương, Hân cứ mỉm cười khe khẽ. Thật không nghĩ khi diện những thứ này lên người nhìn cô lại đẹp đến như vậy. Hân mơ màng tưởng tượng ra viễn cảnh mình được làm nàng thơ của Cường, được sánh bước bên anh trong ngày hội gia đình. Ôi, chỉ cần nghĩ đến thôi mà bất giác Hân cảm thấy ngượng ngùng gì đâu. Không hiểu là từ khi nào cô lại hay mơ mộng ảo tưởng đến thế. Buổi trưa ngày hôm sau, Hân đang chăm chú ăn mì và xem tivi thì Cường bất ngờ xuất hiện. Cô giật mình, suýt nữa đánh rơi đôi đũa trên tay. Nhìn biểu cảm ấy của Hân, Cường suýt phì cười. Anh nghiêm nghị rồi hỏi: tại sao không nấu cơm mà ăn? Ăn thế này thì có chất gì đâu. Ủa, anh à, sao anh lại về giờ này vậy ạ? Hân ngập ngừng hỏi. Cuối năm rồi, anh cũng rảnh. Công việc anh dồn lại làm hết trong buổi sáng, thế nên buổi chiều được nghỉ. Sao anh không báo trước để em nấu cơm? Cứ nghĩ là anh không về, em chỉ ăn vội bát mì thôi. Không sao đâu, anh đang ở cơ quan rồi. Mà kể cả anh không về nhà thì em cũng nên nấu ăn cho đủ bữa. Ăn như vậy không tốt đâu. Hân cảm giác dạo gần đây Cường nói chuyện với cô nhiều hơn, và trong cách nói ít nhiều cũng thể hiện sự quan tâm nhất định. Có khi nào... Không đúng đâu. Chỉ là những câu hỏi bình thường thôi. Mày cứ nghĩ đi đâu vậy Hân? Làm sao có chuyện anh ấy thích mày chứ? Hân cứ ngẩn ngơ ngồi suy nghĩ. Cường lại hỏi thêm: em ăn đi rồi nghỉ ngơi một lát, chiều ngủ dậy anh đưa em đến chỗ này nhé. Hân có nghe nhầm không vậy? Sao bây giờ anh ấy hay đưa cô đi cùng như vậy? Ôi trời ạ, cứ lấp lửng như thế này người ta tò mò với cả hồi hộp chết mất. Sao đi đâu vậy anh?
đi cắt tóc. Anh nghĩ là em nên thay đổi kiểu tóc. Thay đổi cả màu tóc đi. Lớn rồi, cũng nên chú ý về bề ngoài một tí. Làm tóc à? Hân ngập ngừng. Thú thật thì từ bé đến lớn, chưa có khi nào cô biết đi tiệm cắt tóc là gì cả. Mái tóc cứ dài thẳng nguyên sơ như vậy. Mà nếu như dài quá thì cô tự lấy kéo và cắt thôi. Đúng rồi, làm đẹp một chút để đón Tết. Thế em không muốn à? Muốn chứ, đương nhiên là cô muốn. Chỉ là ở một nơi xa lạ như thế này, Hân vốn không biết đường đi. Với cô cũng thực sự không hiểu gì về thời trang, rồi công việc nội trợ này nữa. Quanh năm suốt tháng chờ trong nhà, ăn diện cũng để làm gì đâu. Thế nhưng mà tối qua thì cô đã hiểu ra vấn đề. Chắc chắn là Cường muốn cô trở nên đẹp hơn để đến giờ ngày hội gia đình ở trường của Mạnh Hùng. Bởi vậy cô cũng gật đầu đồng ý. Thế 2 giờ thì mình đi nhé. Đừng quên mặc mấy thứ tối qua anh đã mua đấy. Nói rồi thì Cường lạnh lùng bỏ lên phòng. Hân ngồi đó không khỏi ngơ ngác. Sao đi làm tóc thôi mà cũng phải ăn diện như thế nhỉ? Ngồi trước gương, Hân không tin vào mắt của mình nữa. Thực sự cô gái xinh đẹp trong gương là cô sao? Mới chỉ thay đổi kiểu tóc thôi mà nhìn cô đã khác đến như vậy. Màu tóc mới khiến cho gương mặt của cô sáng lên trông thấy. Những lọn tóc bồng bềnh lại càng khiến cho Hân trở nên trẻ trung và sành điệu. Đẹp lắm. Cường đang chăm chú điện thoại, thấy Hân đã xong. Anh ngẩn người rồi buột miệng khen như vậy. Thực sự ngay từ lần đầu gặp, anh đã cảm thấy Hân có nét xinh xắn. Chỉ là do cách ăn mặc, có một chút giản dị nên không nổi bật thôi. Không ngờ rằng mái tóc cắt layer kết hợp với màu nâu tây hot trend lại phù hợp với Hân như thế. Được khen, Hân bối rối cúi gầm mặt. Nhìn có ăn chơi quá không à? Hai chữ ăn chơi ở quê Hân có nghĩa là xí sợn, đua đòi. Thế nhưng mà Cường nghe xong thì thắc mắc. Ăn chơi? Nghĩa là sao hả em? Ý của em là có phô trương quá không à? Bởi vì em thấy nổi bật quá, em không quen ấy. Ra xe đợi anh một lát nhé. Hân ngoan ngoãn bỏ ra ngoài trước. Một lát sau thì Cường đi ra. Anh mỉm cười vì sự ngượng ngùng của Hân lúc này. Và đây là lần đầu anh thấy con người ngại ăn diện và làm đẹp. Hân giản dị và chân phương ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh nói thật lòng đấy. Em hợp với màu tóc và kiểu tóc này lắm. Thấy Hân im lặng, Cường đành tìm cách bắt chuyện. Nhưng mà em chỉ ở nhà, đẹp cũng có để làm gì à anh? Ơ kìa, em nói như vậy là chưa đúng rồi. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Ai chả muốn mình trở nên đẹp hơn trong mắt của người khác. Em cảm ơn anh à. Hân đáp lại lý nhí. Anh biết là em đang chưa quen. Bởi vì tự nhiên thay đổi phong cách cũng như vẻ bề ngoài. Cần phải có thời gian. Thế nhưng mà đó là cách nhanh nhất. Vẻ bề ngoài là thứ mà người khác nhìn vào thấy được ngay. Còn nội tâm như thế nào thì cần có thời gian mới hiểu được. Với cả anh cũng hiểu. Em tự ti bởi vì nghĩ mình làm công việc nội trợ có phải không? Dạ vâng ạ. Ngốc thật đấy. Lao động là vinh quang. Bất kỳ công việc gì cũng như vậy. Nếu như nó tạo ra những giá trị cho cuộc sống nhất định, đều đáng quý. Từ bác lao công, anh thợ hồ, cô công nhân quét rác. Xã hội này người ta phân công công việc cả rồi. Nếu ai cũng chỉ ngồi văn phòng làm máy tính, thì ai sẽ trồng cấy, chăn nuôi, tăng gia sản xuất? Đúng không nào? Thế nên em không có gì phải tự ti. Làm công việc gì cũng được, miễn là nó phù hợp với năng lực của bản thân và em cảm thấy vui vẻ khi mà ngày dài kết thúc là đủ rồi. Kể cả việc em làm đẹp cũng như vậy. Ai nói ở nhà nội trợ không cần làm đẹp? Quan điểm đó quá sai. Mình đẹp hơn sẽ tự tin hơn, cuộc sống sẽ nhiều điều thú vị hơn đấy. Nửa đêm, Bảo Anh nằm thao thức mãi không ngủ được. Chuyến này ông Tránh đã đi hơn một tuần thế nhưng mà không thấy hồi âm. Nằm nghe tiếng mưa rơi ngoài mái hiên, lòng dạ bồn chồn thổn thức. Liệu rằng có phải trên đường đi ông Tránh đã gặp cớm rồi không? Hay là ông ấy đi đường rừng nên không có sóng điện thoại? Ôi trời à, cứ ngày này qua ngày khác lo lắng vơ tìm chết mất. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Bảo Anh chợt nghe thấy tiếng động trên phòng của Toàn. Tiếng chén bát gì đó vỡ toang, rồi cả tiếng gì đó kêu cái dầm. Thế hay là có khi nào nó ngủ mơ không?
Bà Oanh lo lắng mở cửa chạy lên tầng 2. Đứng trước phòng Toàn, nghe thấy bên trong có tiếng nói làm nhảm, bà gõ cửa thật mạnh. Toàn ơi, làm sao đấy? Không có tiếng đáp lại, nhưng mà dường như dưới nền nhà có gì đó đang cháy. Tiếng vải áo cò sát vào nền đá hoa nghe xào xào. Toàn à, mày nghịch cái gì mà đêm hôm giờ vỡ chén bát như vậy? Toàn ơi! Bảo Anh cất lời trong vô vọng, bên trong thì vẫn không có đồng tính. Bởi vì quá sốt ruột, bà cố gắng vặn chốt cửa. Loài hoài mái cuối cùng cũng mở được ra. Một mùi khét xông thẳng lên mũi, căn phòng thì tối mịt. Bảo Anh tìm công tắc đèn bật lên. Chuyện gì thế này? Toàn ơi! Toàn! Con sao vậy? Toàn ơi! Toàn đang nằm sấp dưới nền nhà, hai mắt trợn ngược, miệng thì há hốc, nước dài dính đầy hai bên mép thật đáng sợ. Chân tay co quắp lại, chán thì dì máu, bởi vì dường như anh vừa ngã từ trên giường xuống. Âm thanh kêu rầm khi nãy, có lẽ là bởi vì vậy. Xung quanh là những mảnh vụn bằng sứ. Bảo Anh hoang mang quá, không biết là con trai bị gì. Cố gắng lật người con trai lại rồi dìu lên giường. Bà luống cuống bấm số gọi taxi. 2 giờ sáng, Toàn được đưa vào bệnh viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận Toàn là bởi vì sử dụng quá liều chất gây nghiện nên đã bị sốc. Hiện cũng đã tạm thời ổn định. Tuy nhiên điều này lại khiến tay chân của Bảo Anh rụng rời. Như vậy nghĩa là con trai của bà đã nghiện sao? Không phải chứ. Bình thường thì nó ngoan ngoãn lắm cơ mà. Tại sao lại dính đến mấy cái thứ chết tiệt như vậy? Suốt một đêm ròng rã, Bảo Anh không thể nào chợp mắt. Ngồi bên giường bệnh, nước mắt cứ tuôn ra như mưa. Chồng thì đi biệt, không có tin tức. Con trai thì... Hơi ôi, sao mà quá cay đắng. Phải làm gì với đứa con bất trị này đây? Suốt ngày chỉ biết lêu lổng quậy phá. Càng nghĩ thì bà lại càng cảm thấy ruột gan thắt lại. Sáng sớm mở sương, khi nhà nhà còn đang say giấc thì bà Hòa đã lò mò dậy dọn dẹp, chuẩn bị bày hàng. Trước đây có Hân, mấy chuyện bếp núc rồi heo gà có con bé làm hết. Bây giờ chỉ có một mình. Bà xoay sở mọi việc đến chóng cả mặt đấy. Vừa loay hoay nhóm bếp, vừa chuẩn bị bữa sáng, rồi lại còn phải kê những sập gỗ nặng trịch. Ngày mới bắt đầu mệt mỏi làm sao. 7 giờ sáng, ông Biền mới thong thả đi ra khỏi phòng. Ngắp ngắn ngắp dài mấy cái, rồi đến bên cửa ngồi hút thuốc lào. Chỉ có những ai nghiện thuốc lào thì mới hiểu được cảm giác thức dậy sau một đêm nó thèm cỡ nào. Ngửa cổ rít một hơi thật sâu, khói trắng nhả ra vào không khí, một cảm giác êm dịu. Người ta nói nó phê không có gì diễn tả được. Ông Biển khoan khoái tinh thần bởi vì điếu thuốc chào ngày mới. Còn chưa kịp đứng dậy thì bà Hòa từ dưới bếp đi lên, mặt thì hầm hầm cáu kỉnh. Thật đúng là không được tích sự gì cả. Người làm không hết, người thì ngủ bảnh mắt ra như vậy. Đàn ông sức dài vai rộng, thế mà có phụ giúp vợ được gì đâu. Hay cái con này, vừa mới sáng ngày ra đã dở chứng như vậy à? Ai đã làm gì mày sao? Tôi đang điên đấy nhá. Tôi đang mệt hết cả người rồi đây. Mọi công việc cứ đổ lên đầu. Ông có giúp được tôi cái gì không? Hay là chỉ biết ăn rồi nằm, nằm chán thì lại ngồi hút thuốc thôi. Ông không thấy nhục à? Ông tìm cả cái làng này xem có người đàn ông nào vừa lười biếng lại vừa vô tích sự như vậy không? Còn rảnh lão tét này. Bố mày đã không muốn nói, thế mà mày cứ thích gây sự là làm sao thế? Vậy vừa sáng dậy, con danh này lại thích ăn đòn à? Ông, biến ngay đi. Biến ngay cho đỡ ngơ mắt đi. Nhìn mặt của ông thôi, tôi đã cảm thấy rất hám rồi đấy. Tôi không đi đâu cả. Đây là nhà của tôi. Tôi thích đi hay ở là quyền của tôi. Bà Hòa bê bát mì ngồi trước kệ hàng, ăn xì xụp, mà kệ ông chồng đang cay cú đứng đó. Nhìn thấy vợ không chuẩn bị đồ ăn cho mình, cộng thêm thái độ trêu tức từ khi nãy, ông Biền chậm rãi tiến đến từ phía sau rồi bất ngờ giơ chân đạp một nhát. Bà Hòa ngã bổ nhào vào tô mì, nằm dạp xuống những thứ rau củ trước mặt. Nước mì thì vẫn còn nóng, bà giật mình chu chéo lên. Ôi trời à! Tiền sự cái thằng mất dạy này, sao mày lại khốn nạn như vậy? Nói rồi thì bà Hòa cay cú đứng bật dậy. Với sức của một người đàn bà lực điền,
hai tay chống nạnh. Bà trợn mắt nhìn ông Biển rồi quát. Trời đánh, còn tránh bữa ăn. Thế mày có biết, bà mày đang ăn không đấy? Cái loài mày, không làm được trò chống gì cả. Đến cả đánh vợ, cũng đánh lén từ phía sau nữa. Thế mày không thấy nhục à? Mày không thấy hèn sao? Bằng những lời lẽ tục tiếu và bậy bạ nhất, bà Hòa không tiếc lời dành tặng ông chồng đốn mặt. Làm quần quật từ sáng sớm, có bao nhiêu đều chát chiêu trả nợ cho lão ấy. Ấy thế mà, có bát mì ăn sáng, lão cũng không để yên cho ăn tử tế. Thử hỏi xem có ai chịu được không? Còn đi này, tao đánh cho mày bớt giả mồm lại. Cái loài đàn bà lắm điều, cả làng đều ghét. Tao lắm điều đấy, nhưng mà tao chưa ăn xin đứa nào cả. Tự ghét thì làm gì tao? Còn hơn cái ngứa như mày, không được tích sự gì cả, chỉ bám váy vợ thôi. Nếu như có cười thì cũng là cười cái loài mày đầu tiên đấy, thằng mất dạy à. Còn danh này. Ông Biển trợn mắt, tay lầm lè lao vào đấm thẳng vào mặt của vợ. Bà Hòa né kịp, rồi thì cả hai cứ gào thét chửi bới, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, không có hồi kết. Một buổi sớm ngày đông ồn ào giữa khu làng yên tĩnh ấy khiến cho bao nhiêu người tò mò, chỉ trỏ. Ngồi bên bàn ăn, cả ông Chính và Bảo Anh đều không nút trôi vì âm thanh ồn ào từ trên nhà vọng xuống. Tiếng giày xích va vào cửa râm râm, tiếng khóc lóc chửi rủa của cậu con trai độc nhất lại càng khiến cho tâm tư những người làm cha làm mẹ cảm thấy xót xa. Mở cửa ra đi. Ông ba đánh giết tôi sao? Tôi bảo là mở cửa ra. Các người là quân ăn cắp, mất dạy. Đang tự nhiên như vậy, nhốt người ta vào đây. Thả ra đi. Toàn cứ gào miệng lên như vậy rồi đòi thuốc. Ông Chính thì đau thắt lòng. Thật không ngờ cũng có ngày con trai của mình lại dính đến chất gây nghiện như vậy. Bảo Anh, nước mắt lăn dài. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng là Hân, cô bé này dường như là bắt đầu có tình cảm với Cường rồi. Còn Cường thì anh Sa nghĩ là có một chút gì đó, gọi là một chút sao động gì đó thôi, chưa hẳn là có tình cảm. Nhưng mà cái phần tình cảm ở phía Hân thì nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là trong tương lai liệu rằng lửa gần rơm thì có bén hay không đây. Quay trở lại với tình huống kết thúc tập truyện ngày hôm nay, có lẽ là anh Sa sẽ chia sẻ ngoài lề một chút xíu, bởi vì nó gây cho anh Sa một cái cảm xúc, một cái suy nghĩ rất là nhiều. Với sự việc về Toàn, giờ đây việc mà gã ta nghiện ngập đã bị bại lộ rồi, và anh Sa cũng cảm thấy xót xa cho gia đình này, cho bố mẹ của Toàn khi mà có một người con như thế này. Đôi khi trong cuộc sống, anh Sa không nói là tất cả, thế nhưng mà rất nhiều gia đình giàu có cứ mải mê kiếm tiền để rồi chúng ta cứ phó mặc việc dạy con cho nhà trường, chúng ta không quan tâm đến. Thế nhưng mà điều đó là chưa đủ. Anh Sa thì chưa có gia đình, thế nhưng mà cũng may mắn gặp được một vài những người bạn tốt, những người thầy tốt. Anh Sa có tham gia một khóa học về tư duy, và cũng may mắn là thầy luôn luôn nhắc nhở các học trò là một môi trường tốt để mà chúng ta có thể phát triển, cho những đứa trẻ phát triển, phải là một môi trường có đầy đủ ba yếu tố mà thầy hay gọi là tam bảo, tức là nhóm bạn tốt, tủ sách hay và thầy hiền trí. Thế nên là sực khi mà anh Sam đọc đến đoạn này thì anh Sam lại nhớ đến lời dạy của thầy mình. Thế nên là việc chúng ta cẩn thận, để con của mình chơi với ai chúng ta cũng cần phải dò xét, để con của mình đọc cái gì chúng ta cũng cần phải dò xét cẩn thận. Thế nếu không cẩn thận thì những điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến con của mình trong quá trình phát triển. Đọc những cuốn sách hay, ở gần những người bạn tốt thì kiểu gì cũng sẽ được ảnh hưởng. Như ông bà mình đã nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thế nên là chúng ta thấy ở đâu sáng thì chúng ta cứ lại gần để mình được ảnh hưởng tốt đẹp hơn từng ngày. Và đó là những chia sẻ bên lề của cá nhân của anh Sa thôi. Hy vọng rằng là với tập truyện ngày hôm nay thì cũng đã mang đến cho quý vị và các bạn những góc nhìn mới, những cảm xúc khác và những bài học nào đó trong cuộc sống chẳng hạn. Quý vị có bất cứ chia sẻ gì thì hãy để lại bằng cách bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện này hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chờ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt
và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.